Nhúng quá chị Nhúng hả? Chào Trọng Nhân, chào mọi người. Trọng Nhân nhúng quá chị Nhúng đâu? Nè, nhúng quá chị Nhúng đâu? Cười te tét kìa, cười te tét kìa. Nè. Cười te tét. Đâu nhúng quá chị Nhúng đâu? Hỏi chị mày. Nhúng đâu? Nhúng coi coi. Kéo nó xa, xe dây điện ra. Xe dây điện ra. Không cho nó lại gần dây điện nha. Tránh dây điện ra xa tuyệt đối luôn nha. Nhúng đây. Đâu nhúng đâu? Nhân ơi. Nhân. Ừ đó. Tươi gì đó, tươi gì đó. Tươi rấu gì đó cho nó vui. Đó, nhúng đâu? Nhúng đâu? Nhúng đâu? Cái bụng bữa nay bớt khỏe rồi nè. Bụng này bớt khỏe rồi nè. Cái bụng khỏe này mà còn làm rối hết thời gian nè. Làm xôn xao, xôn xao hết nè. Nhân ơi. Nhân à. Nhân ơi. Nhân. Rồi nhìn ai nữa rồi, nhìn bà ngoại dữ hả? Không có nhìn Nhân nhìn gan sao ấy kìa. Nhìn xuyên con xài hả? Tồi gô, tồi. Thôi không, chứ gì? Đâu đâu? Ừ, vậy đi con. Nhảy đi. Tăng 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 rồi ngồi rồi. Nghỉ mệt xíu hả? Ừ. Mới nhảy có mấy cây nghỉ mệt rồi. Rồi nhảy tiếp. Nhảy đi. Tăng 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 tăng. Đứng chạy. Nhảy tiếp. Cười vui vẻ hả? Nghe nói là mới mần hết quần rồi hả? Mới mần hết quần rồi xong rồi thoải mái rồi không? Hèn chi nó nói nó nghiệm nó ngồi xe nó nghiệm gì nè. Nó nghiệm gì là nghi lắm rồi. Nghi là nó đang tập trung nó mần đó. Bởi vậy nãy không chịu cười chứ ngồi biết xị mặc bộ hiu. Mần xong thoải mái cười che tét liền có gì đâu. Đúng không? Tại nãy con mắc mần con tập trung con chuẩn bị mần đó cho nên là con mặt con vậy đó. Nói giờ con mần xong con cười lấy cái tay ra. Nhảy coi. Nhảy đi. Nhảy nè. Nhảy. Cho nghỉ mệt chứ đi. Gá nghe, thôi nó úp cái mặt nó xuống nha. Nó ngồi trên niệm nó úp được, chứ ngồi dưới đây úp là chia nó đó. Nhân ơi. Cười trời ơi, cười cái mặt kìa. Vui vẻ. Nhảy nó đi. Năng động lên. Năng động lên cho bà cô bác mừng coi. Năng động lên. Nhảy tiếp tục. Yo. Ba cái. Cha. Ba. Nè, tập nói nè con. Nhân ơi, tập nói nè. Ba. Thường thường nó kêu cha ha ba liệu? Không biết. Không biết luôn hả? Thường nó kêu cha ha ba cô. Thường nó Trọng Nhân kêu cha hay là ba? Cha hả? Trọng Nhân ơi. Cha. Nhân. Kiếm gì á con? Kiếm mà cắt hả? Cha. Kêu đi. Cha đi con. Cha đi. Kêu cha đi tập nói nè. Cha. Ba. Mama. Cha. Mấy cái âm nó dễ phát âm hơn. Còn cái từ mẹ nó chưa nói được đâu. Cha. Ba. Mama. Cho mình nó dậy rồi nó kêu cha ba đâu. Quá chó kêu. Mà nó kêu cha nghiệm hả cha nào cô? Cha nghiệm, cha thính đồ. Vậy thôi. Ổng đi. Trời. Nhân. Con kêu cha coi. Nó nằm đây nè. Cha chứ ổng nó trời đây. Thằng này nó biết kêu gọi hả cô nè. Đi xuống chú tính chú nghiệm đồ xuống nè. Ổng rồi. Đâu có biết. Nên mới nói ra biết. Mà ý con kêu cha nào? Hả? Kêu cha Kha hả? Ừ. Chú tính chú nghiệm. Dạ hả? Cô là cha gì? Kêu cha Kha chú tính chú nghiệm. À chú tính chú nghiệm mà cha Kha. Đó thấy chung mọi người. Thấy chưa bữa nay đã được sáng tỏ rồi nghe. Chú tính chú nghiệm cha Kha. Thôi dò đó kìa. Làm gì con? Chơi gì đó? Chơi trò gì con? Bài cậu tướng nó bài con chào ông bà con dở hai rồi chào luôn dở hai rồi chào hả Nhân ơi cưng lắm cha coi con cha coi cha nhiễm cha nhiễm Nhân nó mê chưa mấy mình coi cái tên mấy mình nó khó kêu lắm biết nó gành nó mới kêu được mê chơi rồi mê chơi hả mê chơi gì hả kêu đây đi cha coi Trọng Nhân nó mê chơi rồi cha chơi trò gì hả bắt cá
gì á. Mà cắt hả? Nó cắt đâu dưới đó mà lắm. Hả, cho nó tập ngồi là để lên niệm nghe. Để vô đây đốt cho mặt nó xuống cái là xong luôn á. Xong rồi. Lên luôn á. Xong luôn cái mặt đó luôn á. Thì bà gai kìa, rồi bừng xuống nó kìa. Đó 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 đó. Ủa, làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nghỉ đi. Kêu cha nào? Ngồi đi. Cho nó đào nó. Ôi trời ơi, khè quá trời khè Liễu ơi. Lên trển mới được. Lên miếng ăn mới được. Còn khè ra khè khè. Lên miếng ăn bác sĩ ngang khám mới được. Bác sĩ ngang là chuyên khoa nhi, bác sĩ ngang giỏi cho em lắm. Nằm ngay mày. Mà tối này bác sĩ ngang mới làm việc. Mà ta Liễu không chịu đi. Chuyện nó dễ gì nữa đi. Mẹ mò gì trời. Rớt cái nè. Thủ tướng tôi có tiền mò trời. Trời ơi. Rớt điện thoại nó coi lấy cái giùm. Cho nó mượn đi. Cho nó mượn chơi đây nè. Rớt rồi rớt rồi tính là đó. Mẹ trơn hỏi mày. Mẹ trơn thổi. Cái cục điện thoại lùi có hình ảnh gì đâu coi. Chừng nó đập bể cái gọi luôn á. Chơi gì đó. Chắc được coi chơi quả gì. Ừ, chị nó quăng bể đó, quăng bể đó, không có hình ảnh nó coi lại nó quăng đó, mà cho đừng có tập cho nó chơi điện thoại, chơi điện thoại không tốt đâu, chơi điện thoại nó coi dế với nó quen đó, nó quen rồi mấy mốt cái đầu điện thoại nó ôm hoài luôn á, là bắt đầu nó thêm cái bệnh cận nữa đó, nó thêm cái chứng cận nữa khổ nữa đó, chơi nè, cái nào cũng mê điện thoại lắm, chơi đi, xuống đây đi. Lấy tay ra. À chưa chưa để coi găng rồi, coi găng rồi. Coi găng. Hai sẵn hai ông nè. Chưa một găng người trơn. Chưa một găng người trơn. Dạ. Lui trong nhầm nhầm chơi chơi đi. Ờ chưa có miếng găng nữa con ơi. Chưa có miếng găng nữa. Nhầm đó. Nhầm. À, không được thuộc thì không. Rồi. Không được thuộc không. Rửa hả? Rửa rửa chứ cũng. Rửa sạch không? Ngày nào rồi cũng rửa. Dẻo của em muốn chơi nhầm nhân chơi đó. Ngày. Dẻo quá. Dầu giáo Úc hả? Ừ. Thầy giáo Úc. Thầy giáo Úc. Đang cũng chơi trọng nhân chơi đó. Chơi đi trọng nhân. Chơi đi. Cái bụng trọng nhân này cũng nhỏ lên rồi nè. Ốm xuống rồi. Bữa hổm hình như nhớ là cân trên 9kg rồi mà giờ còn 9kg hả? Bữa hổm có cân lần lúc nào mà 9kg hay 9kg mấy gì quên rồi ta? Ngựa đó. Là nhiêu ký quên rồi. Hổm cân có ai nhớ không? Chú Khai nhớ mà. Mà không có có cân lần mà quên. Chắc khăn dễ nhớ á. Nhân ơi. Nhân chơi gì đó. Mới nói vậy nè. Lấy à, về nhỏ cái sốt á. Cô điện tôi nha. Hai cô. Chú Kha. Chú chích chích nói nè. Dạ. Yeah. Rồi nó có dù gì rồi. Không ngày nó chích ngừa nó chứ cũng ổn. Nó không có chịu chứng à, bị sốt. Sợ. À thằng Tính nó điện đi rồi. À, chú Tính chú Nhiệm La là sao? Làm gì điện mà chú Tính chú Nhiệm La? Nó giờ nhỏ nhỏ nó ngủ đầu á. Ông ngủ không chú vậy á? À. Nó sợ bị la. Hay. Ông à, Tấn. Chán la bị la. Chú Kha nó điện lại cho chú Tính chú Nhiệm chứ gì. Khi nào có chuyện khẩn cấp thì điện chứ đó mà. Sao bị chửi? Chuyện quan trọng mà bệnh hoạn mà chửi gì? Điện có khi nào ai chửi đâu mà nói con đó. Chú Kha chở ngủ vậy chú vậy á. Ừ, sao ngủ chưa vậy. Mà chú Kha ngủ là chú Kha tắt máy cho nên điện cũng không có được đâu mà chửi. Ừ. Tắt máy không à. Ủa tắt mạng. Rồi đâu có vô được. Chú Kha ngủ là chú Kha cái tắt bữa mạng. Cái bữa xanh lần này nè. Chú Kha đâu biết con nhỏ này xanh đâu. Rồi với em đi đâu chứ này giờ tính. Chị Liễu xanh rồi. Ôi, chàng đấy. Nói anh trai ổng đang xúc miệng rồi chạy vô à ha, đi 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 mới ngày nào xanh đi nay mới lớn rồi nè đúng rồi đi nè chị hai chừng nào mới qua ngày nay qua mấy đi, lần đi, rồi đi, 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 ngày nay có qua không có chứ anh nói không qua anh nhớ thằng này cô đeo cái khẩu trang thì kéo bít lỗ mũi cô nè, khẩu trang mà lú lỗ mũi như không sợ này bà Liễu tắm không ấy nó vậy nè đó đó cái bữa đâu nè đó. Đi á rồi tôi ở nhà tôi tắm la mình la mẩy nó đó tắm hả đó nhúng nhích đó nhúng nhích đó đẩy ra ngậm dơ thụn như họng cái gì cũng thụn như họng chân á chơi đi nhảy đi đừng đừng có ngậm nữa cắn cái đầu con đó đó
Chịu, cái cất đầu đi. Nó nhảy nè, đó. Chút qua chị hai nó qua làm mình đó. Có hù đâu rồi? Hù nhát miệng rồi kìa. Hù nhát miệng rồi. Đó, tiếng xe phải chị hai không? Không. Xe hai à? Kinh đó. Dạ, lấy ra đây. Ai, ai mà đi nhậu quá chứ tính. Dạ. Mới chuyển qua bắt thôi. Hai xe luôn. Hết cái. À con ngậm đất hả? Rồi bỏ đất rồi không đưa nó ngậm nữa nghe. Bỏ đất rồi lấy về dẹp luôn đi con. Bỏ đất rồi dơ rồi. Gì con? Ờ không cho con chơi đó hả? Ờ không cho nó chơi vậy đó. Ờ không cho nó chơi. Rồi lại đây, lại đây, lại đây chú nè. Đây chú nè. Ờ lại chú, lại chú. Hai nghe. Ok quá Nhân ơi. Đi lên bác sĩ ngang khám bệnh đi Nhân. Kìa okay, nè. Cái tay ra con. Tay ra. Kè quá rồi con ơi, không được rồi Nhân ơi, để lâu nó qua xỉn rồi tiêu luôn á con. Ừ sao, sao, lấy tay ra, ngậm tay con, chưa con, lấy tay ra, ngậm tay chưa, bộ nó đói hay dữ liễu, ngậm tay hoài liễu ơi, nó ăn uống hồi nào, nó bu nãy hả, sao ngậm tay hoài vậy, con, lấy tay ra chưa nè. Giờ lấy tay ra chơi này kìa có nhỏ trong kìa, có nhỏ trong đó thấy chưa, thấy nhỏ không thấy nhỏ dễ thương không, thấy không thấy nhỏ dễ thương không à nhỏ nào vậy ta, nhỏ nào trong đó hả, nhỏ nào ạ, nhỏ trong Nhân đó biết không, biết nữa không hả, biết nữa không, thằng đó nó bệnh ghê ghê hôm nay chưa hết đây nè. Vậy là Liễu nói là bữa đó chị hai đi lấy thuốc là uống được có bao lâu Liễu? Lấy mấy ngày á? Cái này không được rồi. Như là vừa hôm qua lấy cơm là uống có 2 bữa à? Vậy phải đi bác sĩ huyện đi chứ đây uống hoài không hết không có được. Đúng không? Uống hoài không hết mốt không có không có tốt. Sợ dính bầu gì? Biết con chuyện á. À vụ kia hen. Ừ. Cái đó mình có đồ mà nó phải không chịu đi là trong nhân bệnh á. Uống thuốc bác sĩ giỏi cho hết, mau hết con. Nhìn gì vậy hả? Hả? Quen không? Quen không? Nhìn gì hả? 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 Quen không? Nhung Nhân? Nhung Nhân quen không? Cười. Nhung Nhân chẳng không hết bệnh hoàn toàn. Hôm nay là chị hai cho uống thuốc không hả Liễu? Hôm nay chị hai cho uống thuốc không hả? Chị hai cho uống phải không? Cho uống đều luôn phải không? Đều luôn, bớt rồi mà không hết hẳn nè. Hết bệnh rồi đi làm gì nữa? Chủ yếu đi chả năng đi trị bệnh cho nó mà. Hết bệnh rồi đi làm gì? Chủ yếu đi trị bệnh thôi. Còn muốn đi chơi thì đi chơi. Còn cái chủ yếu bây giờ là trị bệnh. Nha. Đây nè, Trọng Nhân ơi. Trọng Nhân quay qua đây nè Trọng Nhân. Ôm vô. Chơi đi. Nhìn đây hả? Nhìn đây hả? Nhìn chú Tính á. Nhân ơi, nhìn chú bên kia mà nhìn chú Tính vậy? Đó, nhìn sao vậy à? Ủa, nhìn dữ hả? Nhìn chú đấm dúi vậy? Lạ. Nhìn đấm dúi luôn. Nhìn đám đuối. Mừng đám đuối. Rồi chết một tài xế đầy xe rồi. Về con ơi. Tài xế chạy rồi. Về nha. Về nha Trọng Nhân. Bye. Khỏe nha. Trọng Nhân khỏe nha. Trọng Nhân sắp xếp đi khám bệnh nha. Trọng Nhân phải lên chẩn khám bệnh mới được. Không có ở dưới đây được.
Bye bye Trọng Nhân. Bye bye nha. Bye bye.